cắt tóc bên Mỹ rất là mắc các bạn. Nếu có bạn nào sắp đi Mỹ thì nhớ học cắt tóc qua đây kiếm rất là nhiều tiền các bạn. Cắt tóc nam bên tiểu bang mình từ 18 đô cho 35 đô các bạn. Tùy tiệm mà các bạn đi. Tiền của mình thì rẻ thôi, chỉ 18 đô thôi, tương đương với 400 000 và các bạn bo thêm 5 đô nữa. Bên Mỹ các bạn muốn cắt tóc thì các bạn cũng phải cần bằng nhé. Bằng cắt tóc các bạn phải học tới 1 rưỡi tiếng trong vòng 8 tháng hoặc là 1 năm. Học lấy bằng luôn thì tổng cộng cỡ 8 000 cho tới 15 000 các bạn. Tùy trường nữa. Bên này có rất là nhiều tiệm cắt tóc to nhỏ khác nhau. Các bạn có thể xin vô làm hoặc là tự mở tiệm riêng cho mình như anh đang cắt tóc của mình ảnh mở tiệm này cỡ ba mươi mấy năm rồi lương của anh năm chục ngàn cho tới sáu chục ngàn một năm anh nói anh làm rất là khỏe anh làm một mình mệt thì nghĩ không mệt thì làm đây là những lời anh nói với mình bên mỹ tiệm cắt tóc nam không có quấy tay và gội đầu ngay các bạn hoặc là massage cắt xong thì các bạn về thôi mình đã cắt xong rồi các bạn có thấy có đẹp không để thì các bạn nhớ follow kênh của mình nhé để biết thêm về thông tin ở mỹ anh này thích tiền mặt cho nên mình luôn luôn đưa tiền mặt cho anh. hồi trước khi mình mới qua mỹ là ba ảnh cắt cho mình sau này ảnh cắt cho mình Ok, cảm ơn các bạn nhé. Gặp các bạn video tới.